thôi cho tất cả các bạn nha. Nay thả diều và thuận các bạn ơi, gió ngon á. Xin là thẳng đuôi bóp nhau quá, gió giật. Nên là gió muốn té luôn rồi. Gió dữ chứ. Đi thả cũng 7 tấm con á. Nhiều quá. Quá cao. Đây là nhiều sáu giái này của mình mới làm xong. Con này xuống mét 8 nha. Gió lớn. Gió lớn, gió lớn. Áo. Xuồng hơi yếu. Chùm luôn, quá trời. Rồi, đứt dân. Quốc dân này nằm chống đít rồi. Hả? Quốc dân ơi. Quốc dân này nó mới nhào đó.
dân luôn rồi. Con này bốc dân luôn là ba con đức dân nha. Nhau bốc dân nhau. Bà này sao bà nỉa bên quá trời. Quá trời mua đất dân. Nào. Còn con nhiều bóm này múc chỉ luôn. Con này nó 8 nha. Rồi. Đứt hết. Rồi thôi, video mình quay đến đây kết thúc các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Rồi, xem nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình với nha. Giờ mình phải đi cột dân lại cái bức dân à. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha. Rồi, bye bye.